gì do mình tính giá mình tới cuối năm luôn á. Rồi em, bây giờ thế này nhá, chị sẽ hướng dẫn cho em quy trình về tính giá thành của vận chuyển này. Bước 1 em nhé, em sẽ vào kho. Đương nhiên là mình sẽ phải tính lại giá xuất kho rồi, có đúng nhỉ? Nhưng mà mình sẽ tính cho cả năm luôn, bởi vì vận chuyển mình tính theo năm. Tính tất cả các vật tư hàng hóa em nhé, chứ đừng có click vào chọn vật tư hàng hóa để tính. Sau khi tính giá xuất kho xong thì em sẽ vào phân hệ giá thành ở phía dưới nhé. Giá thành ở phía dưới thì thay vì mình chọn sản xuất liên tục hệ số tỷ lệ theo phần sản xuất thì mình sang phần công trình đây. Sau mình bấm thêm, cũng tương tự như cái phần sản xuất em chọn năm nay. Lấy dữ liệu, nếu mà lấy dữ liệu không lên được ấy thì em click vào chọn đây. Em chọn xong rồi đồng ý. Đồng ý xong rồi là em ghi đây là vận chuyển. Được chưa? Cắt. Cái này nó báo là đã tồn tại ở kỳ tính giá thành trước rồi. Có nghĩa là thế này, có nghĩa là chị đã từng tạo một kỳ tính giá thành rồi, em hiểu không em? Dạ hiểu. Sau đó chị sẽ xóa lại đi. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ phát sinh của nó là khác, cho nên là chị sẽ xóa đi. Sau khi mình tính cái dầu DO ấy, là đầu tiên là lúc mà chị lập kỳ tính giá thành, chị phát hiện ra là không có cái gì, bởi vì là tiền dầu nó chưa lên là do mình chưa xuất kho. Chính vì thế bây giờ mình lấy lại dữ liệu này nhá. Khi mà mình lấy dữ liệu nó không lên cũng là một nguyên nhân là mình đã lấy rồi, không hiểu chưa? Dạ. Rồi, xong nhá. Sau đó em sẽ quay sang phần quy trình ở đây. Đúng không nhỉ? Sang quy trình đây. Thế thì trong cái phần mềm MISA 2017 này nó sẽ có các phương pháp như thế này. Nhưng mà có nhiều khi mình không để ý, nó đang nằm ở phương pháp giản đơn ấy. Mà em lại đang làm công trình thì không có, đúng rồi, em phải để ý là đưa về phần quy trình, đúng rồi, sang phần công trình. Cái này thì tập hợp chi phí trực tiếp ở đây là bước thứ hai, được chưa? Cái này là mình sẽ có các cái tên cước vận chuyển đấy, mình tức là dầu DO đấy, 6212 đúng không? Tiếp theo bước thứ ba là phân bổ chi phí chung. Chi phí chung ở trong vận chuyển thì sau khi mà em hạch toán cái phương pháp hệ số tỷ lệ xong ấy, còn bao nhiêu nó sẽ chuyển sang đây. Nhưng mà vì mình đang tính của năm, đúng không? Vậy thì những cái tài khoản 6221 tức là liên quan đến số 1 như chị em mình thống nhất từ trước, đúng không? Xóa không đi, cũng tương tự, phải không em? Chị em hỏi cái công cụ dùng cái phần mà 242 á, mà mua bỏ xe á, chị kêu em phân bổ cho cái tài khoản đưa vô gì ta, công cụ dụng cụ 242 á, thì là cái phần đó mình có tính gì không? Có chứ. Rồi, cái phần bây giờ để từ từ để chị nói hết cái phần về giá thành này cái đã. Để em hiểu quy trình thì đã nhá. Rồi quay ra chị sẽ nói lại cái vấn đề kia. Thực ra đây là chị đang làm theo cái phương pháp thế này, còn tí nữa em lại phải xóa lại, cân đối hết tất cả các vấn đề. Cuối cùng thì mới làm phần giá thành này thì nó mới hết được chi phí, em hiểu chưa? Bởi vì thực ra có những chi phí ở đây như là khấu hao tài sản cố định thì em có đây này, thấy chưa? Nhưng mà có thể là công cụ dụng cụ em chưa cân đối ấy, thì nó không lên đây được nhá. Rồi, thế thì ở đây chị nói tiếp này. Phần chi phí vận chuyển để lại, nói chung là có cái chữ vận chuyển thì để lại, đúng không? Sản xuất thì bỏ đi. Rồi, sau đó bấm phân bổ nhá. Về cái phần tính giá thành của vận tải em thì có thể có hai cách tính. Một là em sẽ tính theo tiêu thức nguyên vật liệu trực tiếp em ạ. Hai là em sẽ tính theo doanh thu, hiểu không? Dạ hiểu. Nhưng mà với chị hay làm thì chị sẽ phân bổ theo doanh thu là chuẩn nhất. Vì sao? Doanh thu càng cao, đúng không, thì chi phí phân bổ vào càng cao, thì cái độ mức độ hợp lý giữa doanh thu và giá vốn ấy nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều, em hiểu chưa? Do đó ở phần tiêu thức phân bổ này em sẽ đổi lại thành doanh thu và phải chuột sao chép cho các dòng dưới rồi phân bổ lại, em hiểu ý chứ không? Dạ hiểu. Bởi vì nếu phân bổ theo nguyên vật liệu thì có những cái mã mà nguyên vật liệu không đủ ấy, em cho nó rất là ít, trong khi đó doanh thu có thể lớn nhưng em không còn vật tư để em cho vào nữa, đúng không? Thì đương nhiên là em phân bổ theo tiêu thức nguyên vật liệu thì cái giá vốn đó nó sẽ thấp đi, trong khi đó doanh thu nó sẽ cao thì lãi của cái phần chuyến hàng đó sẽ cao, đúng không? Dạ. Trong khi phân bổ theo doanh thu nó sẽ đều hơn, đúng nhỉ? Nó sẽ đều, đúng rồi.
Thế là sau khi phần mềm tính xong phần phân bổ này, em bấm kết cho chị nhá. Sau khi phân bổ xong thì đương nhiên em sẽ vào phần kết chuyển chi phí. Em nhìn thấy chưa? Dạ. À, cái phần tổng hợp giảm giá thành này ấy, em bỏ qua cho chị nhá. Bởi vì thực chất rất là ít công ty ấy, nó điều chỉnh giảm. Cho nên nếu mà trong trường hợp mình không có cái định khoản ngược lại trong vấn đề là giảm chi phí đi thì em không cần quan tâm đến bước này. Phân bổ xong, kết chuyển chi phí. Kết chuyển chi phí để làm gì? Để phần mềm nó sẽ cho hết tất cả các tài khoản đầu 6. Nó sẽ hết đúng không em? Dạ. Cái định khoản kết chuyển này thì em hiểu rồi nhờ. Phần mềm tự động lấy lên. Và phần mềm thông báo là 622 chi tiết đối tượng tổng chi phí có cần ghi sổ hay không, em cứ ghi sổ vào cho chị. Bởi vì để tránh cái thông báo đó thì mình cũng xử lý được thôi. Nhưng mà thôi, sau khi kết chuyển xong thì em sẽ quay lại phần hệ thống giá thành nhá. Dạ. Click vào công trình, bấm vào nghiệm thu. Nó có khác ở bên hệ số không? Dễ hơn phần hệ số đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì nó lấy một trong luôn, còn hệ số đã xong rồi. Ừ, hệ số là mình phải lại phải kết xuất ra xong tính hệ số tay ở ngoài xong đánh vào nhiều bước đúng không, khó hơn. Rồi sau đó đến đây em click vào lấy dữ liệu đúng không. Lấy dữ liệu thì phần mềm nó sẽ thông báo cho em luôn là doanh thu của em bao nhiêu và giá vốn của em bao nhiêu để nó so sánh luôn. Đây này, em nhìn thấy chưa, cái tính hợp lý của doanh thu và giá vốn nó rất là hợp lý bởi vì em phân bổ chi phí theo doanh thu. Còn tiền dầu thì chị đã hướng dẫn lấy theo 45% của doanh thu rồi. Dạ, sao có một cái nó bị không á chị? À đấy, bây giờ cái phần bị không này nha. Cái phần bị không này á, thì để chị sẽ kiểm tra nguyên nhân. Thứ nhất là ở đây là 403 VC đúng không? Em ghi lại cho chị cái mã này đi. 403 VC. Nó không lên phần doanh thu đúng không? Để đấy chị sẽ tìm nguyên nhân sau. Bây giờ để tiếp tục quy trình tính giá thành thì em click chọn tất cả đúng không? Dạ. Với công ty vận tải thì hầu như là mình sẽ kết chuyển luôn bởi vì có doanh thu thì mình mới tính giá vốn đúng không? Dạ. Nhưng mà với công ty xây dựng thì chưa chắc mình đã chọn hết đâu nhá. Cái đấy thì ở mảng khác, nhưng đấy chỉ nói như thế thôi. Còn ở công ty của em ấy thì em cứ chọn tất bởi vì nó là công ty vận tải. Nếu như đừng có vội vàng bấm vào cất mà em hãy kiểm tra lại cái gì nhỉ? Theo em, đúng, em phát hiện ra cái này chị lại phải bỏ ghi sửa đấy. Tài. Sao bằng hai đúng nhỉ? Sao bằng hai ngọt á? Đúng rồi, đây là giá vốn hàng hóa. Trong cái của vận chuyển vận tải sao bằng ba hai? Phải chuột sao chép cho các dòng dưới rồi bấm cất. Em hiểu chưa em? Dạ nè, dạ hiểu ạ. Rồi xong một quy trình của tính giá thành. Với cái các phương pháp tính giá thành theo phần của vận tải này thì em sẽ không cần phải tính lại kho nữa. Vì sao? Vì thực ra mình không hề tính cho thành phẩm, đúng không? Đến đây là kết thúc. Ừ. Bây giờ chị sẽ dạy cho em cái cách xóa ngược cái quy trình tính giá thành vừa rồi để tí nữa em làm lại. Em hiểu không? Bởi vì cái này chưa thể là kết thúc được, bởi vì em phải cân đối mấy vấn đề nữa. Thì muốn xóa thì bây giờ nếu như em làm từ bước 1, 2, 3, 4, 5 thì bây giờ em không thể nào xóa bước 1 trước được nhá. Xóa ngược về. Đúng rồi, xóa ngược về, mà xóa ngược về để xóa nghiệm thu, xóa kết chuyển, rồi xóa kỳ. Bởi vì cái tập hợp này là những cái bước trung gian, nó không cần phải lấy cái gì lên, đúng không? Dạ, còn dạ. Nghiệm thu, kết chuyển và xác định kỳ tính giá thành. Do đó em sẽ vào đây, xóa nó, lấy dữ liệu rồi xóa. Xóa đi xong rồi làm lại nhá. Dạ. Hiểu rồi gì? Rồi, dạ. Bây giờ dạ, tiếp tục nào. Khoan, bây giờ vào báo cáo. Báo cáo tài chính, bảng cân đối. Thực ra là tức là khi mà em làm xong cả hai quy trình trên công ty em, đó là phương pháp hệ số và phương pháp công trình ấy, thì em sẽ xem bảng cân đối tài khoản một lần. Nhưng đây chị đang, bởi vì khi này chị đang mới chỉ tính có mỗi một phân hệ là vận tải thôi, do đó 154 của em ấy nó đang còn dở dang, hiểu không? Dở dang cho cái phần sản phẩm ấy. Thế thì chứng tỏ một điều hơi ấy nhỉ, 5112 của em có nhiều không mà 154 thì còn ít thế nhỉ? 5112 của em là 7 tỷ 7 cơ mà. À, em chưa xuất kho vật tư, đúng không? Đúng rồi, em chưa xuất hết mà. Đúng rồi, ok, chị hiểu rồi. Thế thì ở đây... Ủa chị, nếu mà tính theo năm thì mình cũng xuất kho vật tư bình thường đúng không chị? Đúng rồi, đương nhiên em vẫn làm tất cả mọi công việc là bình thường, đúng không? Thế chị chỉ cho em cái bảng cân đối số sinh này, em nhìn thấy những cái tài khoản liên quan đến vận chuyển nhá, đầu 6 ấy. Hết đúng không? Bởi vì chị mới làm giá thành của vận chuyển thôi, giá thành sản xuất chưa làm à. Thì đương nhiên giá thành phần 62 của sản xuất đang để lại.
Thì em sẽ kiểm tra được cái phần 6322 đây này. 6322 6323 của vận tải là 1 tỷ 126. Tại sao 632 lại còn số dư? Bởi vì chị chưa là chưa dạy cho em cái phần kết chuyển cuối kỳ đâu để lên báo cáo. Rồi, thì ở đây là 1 tỷ 126. Mình nhìn tạm so với cái doanh thu của vận tải là 1 tỷ 4. Rất là hợp lý đúng không? Hợp lý, nói chung là khá hợp lý. Nói chung như thế này là khá hợp lý rồi. Còn lỗ nữa thì em phải cho vào chi phí quản lý nhá. Bởi vì nguyên tắc ở đây là 511 luôn luôn phải nối 5632. Chi tiết là từng mảng của em. Em hiểu chưa? Dạ. Rồi. Như vậy thì thế này. Về cơ bản là em nắm cho chị thêm cái phần đấy. Bây giờ về em sẽ xuất cho chị cái vật tư ấy. Nói chung là hãy phân bổ cái phần vật tư nhân công của cái phần theo phương pháp tỷ lệ số đấy. Xong hết. Ừ. Kho cũng cân đối. Thì lúc đó em tính giá thành theo hệ số. Hiểu không? Tính giá thành hệ số xong thì em mới vào cái phần tính lại kho này, xong rồi tính giá thành hệ số xong tính lại kho. Rồi em mới vào phần nghiệp vụ này. Tổng hợp. Được chưa? Dạ. Kết chuyển lại lỗ. Nhằm mục đích gì? Để đẩy tất cả các tài khoản đầu năm cho đến đầu 7 là nó không còn số dư, đúng không? Dạ. Để tính lãi lỗ đấy.